Dạ em xin kính chào tất cả các cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc nhé. Phiên hôm nay buổi trưa ngày 21 tháng 2 năm 2022. Hôm nay thì em tiếp tục cập nhật cho mọi người những dòng hoa lan đẹp mới về và một số những dòng hàng lan thuần, lan dựng hiện tại đang có mặt tại cơ sở nhà em. Và hai số điện thoại liên hệ đặt hàng 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Và nhà em gần bệnh viện đa khoa Gia Lộc, gần ngã ba Gia Lộc nhé. Mọi người đến đi hỏi đến địa chỉ ấy thì nó dễ tìm hơn, bởi vì nhà ngay ngoài mặt đường nữa, rất là dễ tìm. Các dòng phân bón, phân thuốc dành cho hoa lan thì cũng khá là đầy đủ, nhiều loại, và nhà em vẫn đang cung cấp ra toàn quốc với số lượng nhiều. Và những dòng phân thuốc này thì đều là những cái dòng rất là hữu hiệu dành cho hoa lan. Thì trong quá trình các bác đặt hàng muốn tư vấn thêm thì các bác inbox cho bên em ạ. Hàng hôm nay thì về rất là nhiều loại và có nhiều loại mặt hàng giá rất là rẻ, phải chăng phù hợp tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc. Và nhà em thì có cả những dòng hàng kiếm và những dòng hàng dendro rất là tuyệt vời. Và bên cạnh đó thì nhà em đang dư ra một số những cái bộ ấm chén, mẫu ấm chén vừa rồi Tết nhà em vẫn còn dư, bởi vì trong cái khu vực dịch khách hàng không nhận được hàng nên là hiện tại thì bây giờ vẫn còn dư một số bộ ấm chén. Và đây là cái bộ ấm chén cối xay lục bảo nhá. Bộ sản phẩm này nhà em bán ra với số lượng nhiều, đặc biệt vào cái dịp Tết đấy. Nhưng mà cái hàng này nếu mà các bác yêu thích trà hoặc là các bác chơi lan thưởng trà thì cái bộ sản phẩm này nó dùng trong quanh năm, hoặc là mua quà tặng biếu cũng rất là ok. Sản phẩm thiết kế đẹp sang trọng. Và một bộ sản phẩm này gồm có 6 chén này, một chuyên, một ấm chuyên này, một ấm trà và một cái cối xay. Đây là ấm trà cối xay lục bảo, tức là mình sử dụng cái ấm trà này, mình xoay theo cái chiều này thì nước bắt đầu xuống, và nếu mình khóa vào cũng bằng cái chiều xoay này luôn. Rất là hay, rất hiện đại. Bộ này với giá là 300.000 các bác nhá. Giá hàng Tết thì em bán là 320. Nhưng giờ em bán 300 thì cái giá này rất là sát với cái giá nhập rồi. Tại vì cái giá ngoài thị trường người ta bán một cái bộ sản phẩm Tết này, người ta bán hơn 500.000 một bộ. Các bác biết rồi, người ta bán quả chạy quảng cáo, người ta tính giá rất là cao. Đây là bán giá này, giá em nhập gần gốc 300.000, em miễn phí ship cho các bác về tận nhà nhé. Chắc chỉ còn gần chục bộ thôi. Đây, còn hai bộ này. Dưới chắc còn vài chục bộ nữa. À, tầm gần chục bộ nữa là hết hàng. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu đi lần lượt vào từng loại hoa lan ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì em có một số những dòng hàng hình. Hàng hình này là thập cẩm nhiều loại. Đây là hàng thuần vườn, cũng thanh lý cho các bác, giá rẻ. Em đánh theo từng mã nhé. Combo đầu tiên, là một chậu chấp bịp. Cái chậu chấp bịp này trước đó là bán hơn 200.000, nhưng thực ra thì cây này còn cây cuối. Đây, cây cuối thì cái này nó về các bác phải cắt bớt rễ và trồng sang giá thể khác. Cây chấp bịp là dòng cây chấp đột biến này. Thì hôm nay em bán cái cây này 150 thôi. Và hôm nay em tặng kèm cho các bác một cái cây. Đây là cây bà liễu lá tre. Cây này rất là to. Đây 150 combo 2 chậu nhá. Đây là mã A1. Mã A2 là một cây hoàng tử áo đỏ này, ra 3 cái rễ rất là khỏe. Cây này 1, 2, 3, 4, 5, 6 đang gặp lá số 7 này. Rễ khỏe, hoàng tử áo đỏ nhá, 130.000. Mã số 3, một cây hoàng tử áo đỏ 2, 4, 6, 7. Đây có hai cái lá gốc, 140.000. Cây này đang sưng một cái nụ ở đây. A3 là 140. A4 là một cây cửu bảo tiên Lai Châu. Cây cửu bảo tiên Lai Châu này thì là cây to, nhiều cặp lá đây. Cây lá xếp nhá, 2, 4, 6, 8. Cả một vài cặp lá rộng rụng nữa thì nó phải hơn chục cặp lá. Và cây này hôm nay em thanh lý là 190.000. Giá cũ cây này là 290 thôi nhá. Cây này bị tách một tí lá ở đây thôi. Đây ạ, cây này em bán là 190.000. Rất là đẹp, hoa quanh năm. Tiếp theo A5 là một chậu chấp Mỹ, hai thân, hai mầm gốc đang nụ hoa, 170.000. A6 lên cho các bác một chậu. Đây là giả hạc hồng ngọc, gồm 3 thân dài. Đây, chậu này gồm 1, 2, 3 thân này, 120.000. Giá cũ chậu này 220 đấy. Hồng ngọc, mắt của nó mắt xước nhé. A7 là một chậu trầm trắng đang nụ hoa. Đây, cái trầm trắng này đang sưng nụ này. Nụ rất là trắng, xanh nét luôn. Có một thân này nhưng bị gập thì em không tính. Cái chậu này giá cũ là 180, nhưng bây giờ gập một thân thì em tính 90.000. Trầm trắng đang nụ, chuẩn hoa.
A8 là một cái mã, này là mã Hoàng Nhạn tháng 4, hàng ghép thuần gồm hai cục gỗ ghép lại với nhau. Hôm trước là 220. Giò này em bán là 190.000 nhá. Gồm hai khúc, giá cũ 220, hôm nay còn duy nhất một cái khúc còn đôi này thôi. Các bác về cho cái đôi này vào một cái chậu. Này, cây này cây rất là to, Hoàng Nhạn tháng 4 đầu năm rất là hiếm mà đây là thuần rồi ấy. Tiếp theo là A9 là một chậu quế va hoa vàng, lưỡi trắng. Chậu này em thuần vào chậu nhỏ rồi, rễ bây giờ lăng lên những rễ mới rất là đẹp, 1 2 3 4 5. Hàng này thì cái lá gốc của nó hơi vàng một tí nhưng phục hồi nó vẫn khỏe. Tại vì trước đây là những cái cây này là nó hơi teo nước, nó hơi mất nước là phải trồng thuần trong vườn. Đây đang đẻ ra một cây con, cụm này cây mẹ con em bán 190. Giá cũ những cái cây này toàn 250 300 thôi. Tiếp theo là A10 cũng 190, 1 2 3 4 5. 5 cặp lá cũng đang lên rễ đẹp rồi. Cây đơn thôi nhưng mà lá đẹp, 190.000 A10. Quế va A11 cũng là một cây quế va nhá. Cây này thì 2, 4, 5 cặp lá. Cây này thì ra là ghép lên trên cái bảng này nhưng mà nó giá thể nó không được ổn định cho lắm, nên là các bác về ghép lại. Cây này em bán 101 thôi ạ, cũng 5 cặp lá. Cây này nó sẽ nhăn nhau lá hơn những cái cây này bởi vì nó mất nước. Về các bác cứ ghép lên chậu như này thì cây của nó ăn nước dễ hơn. A12 là một chậu giả hạc Pháp, 2, 4, 6, 8, 9 thân, 60.000. Đây, thắt ngọn hết rồi nhá. Cây thắt ngọn hết rồi đấy ạ. A13, một combo hai chậu giả hạc Pháp này. Combo trước là em bán 160.000 một chậu và đây là 70.000 là 130. Nhưng hôm nay em bán combo luôn hai chậu là 100.000. 100.000 hai chậu. Cái chậu bên đây thì giá thể nó hơi lung lay tí, về các bác thay lại nhá. Combo giả Pháp hai chậu là 100.000. A14 là một chậu, này thì không rõ là phi điệp hay là hạc vĩ, không rõ. Nó cũng đang sưng nụ hay là họng hồng nữa. Khả năng cao cái họng hồng lắm. Nhìn giống. Giống cây năm cánh trắng họng hồng. Đúng rồi. Nụ hoa xanh lét này. Cây này em bán 150. 150 cây năm cánh trắng họng hồng đang có nụ. 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân hoa, 3 mầm gốc đang lá, tổng cộng là 7 thân, 150.000. Tiếp đến vừa về thêm một lô đùi gà dẹt hàng thuần các bác nhé. Những cái chậu đùi gà dẹt thuần này các bác này, lên xanh mướt mượt mượt luôn. Và hiện tại thì cây của nó cũng đang thắt ngọn rồi. Một số cây tiếp tục vẫn còn đang đi ngọn. Đùi gà dẹt cũng là một cái loại mà cũng hơi khó thuần đối với một số những vùng miền. Tuy nhiên thì đây là dòng hàng thuần và cũng đã thích nghi với khí hậu của mình rồi. Về các bác chỉ treo lên và chơi thôi. Hoa đùi gà dẹt thì rất là siêng, bông tím đậm. Giá một chậu hàng thuần này em bán 220.000 một chậu đùi gà dẹt. Đấy, những cái thân này rất là mướt, rất là căng bóng. Đẹp chưa? 220.000 đồng một chậu đùi gà dẹt hàng thuần nhá. Rất là nhiều thân tơ. Tiếp theo là hoàng thảo Thái Bình hoa vàng, hay là tiếng Anh người ta gọi là cát tông sunray. Một cái chậu hoàng thảo Thái Bình hoa vàng này em bán là 150.000, hàng của Thái Lan, rất là nổi tiếng. Và mua 3 chậu 450 em miễn phí ship các bác nhé. Đấy, trung bình một chậu nó như thế này. Tiếp đến là dendro lá biên phát tài. Đây là thuộc dòng dendro xuân, độ bền hoa cao. Và hoa của nó mắt hoa là dòng cánh vàng tươi này. Mắt của nó là mắt nâu đen, họng nâu đen, và đặc biệt hơn là cái viền của nó cũng là cái viền biên màu trắng như thế này. Bông hoa của nó là dòng hoa đột biến, dòng đen rô xuân đột biến lá và mặt hoa. Và một chậu trung bình từ 1 đến 2 thân. Một thân thì cao, còn ví dụ 2 thân thì nó thấp hơn. 2 thân thì cũng có thể là nó sẽ là một thân và một mầm gốc. Đấy, nó cũng như thế này, kiểu như thế. Và một chậu này em bán đồng giá là 190.000 đồng một chậu nhé. Hiện tại một số cây, những cái cây mà cây cao này thì nó đang sưng mắt nụ. Những cây thấp thấp hơn thì chuẩn bị đang trong quá trình thắt ngọn và cho hoa. Chiều dài cái loại thấp thì tầm một gang tay đổ lại, nhưng loại cao thì có thể là tầm hơn một gang tay một chút xíu. Đây, một số cây đang lên mầm gốc rất là đẹp. Tiếp đến là hoàng nhạn mít 4N, những cái chậu hoàng nhạn mít 4N này, hàng size lớn và chậu trung bình tầm 9 đến 10 cặp lá nhá, hàng lá mít. Cây to, lá mít đẹp. Và một chậu này em bán là 580.000 đồng một chậu. Đây là hoàng nhạn 4N lớn. Đây là hàng cây VIP. Đây ạ. Tiếp theo là thiên nga. Thiên nga thì em vẫn có một bộ thiên nga gồm nhiều màu, 5 màu để các bác lựa chọn. Đây là dòng thiên nga đỏ 50.000 một cốc. Thiên nga xanh cũng 50. Thiên nga nâu cũng 50.
thiên nga vàng 50 và cuối cùng là thiên nga đen ở bên kia 50.000, tổng cộng là 5 cây với giá 50.000 một chậu. Và mua 5 chậu sẽ được miễn phí ship nhé, 250 được miễn phí ship. Tiếp theo em vừa về một lô châu như lưỡi bẹt nhé. Hàng hôm nay thì đã có hoa để các bác chuẩn hoa này các bác này. Cái bông hoa của nó đây, bông hoa này các bác. Hoa rất là thơm và đây cái mặt hoa của nó chuẩn bẹt này. Đấy, cái lưỡi bẹt đậm, đậm đà luôn. Đó, đỏ đậm luôn. Hiện tại thì một số cây đang thắt ngọn, một số cây đang chuẩn bị nhú nụ rồi này. Đấy, những cái chậu châu như bẹt này, chậu trung bình tầm 2 thân, rất là nhiều nụ luôn, đang nhiều nụ. Hoặc có chậu 3 thân thì nó ngắn hơn, nhưng mà mầm gốc đang lên khá là nhiều các bác nhé. Nói chung từ 2 đến 3 thân và đang lên mầm gốc. Và một chậu châu như bẹt này em xin phép bán là 160.000 đồng một chậu nhé. 160.000 đồng một chậu. Đang nụ hoa, rất là đẹp, đang mầm gốc. Nói chung là số lượng có rất là ít thôi. Bởi vì các bác thì không biết là có chuẩn hoa không, nhưng lô đợt này thì đầu xuân nó bắt đầu lên hoa để các bác đảm bảo mặt hàng cho các bác ạ. Tiếp đến là kiếm ạ. Kiếm thì nói thật là nhà em về nói thật bạt ngàn, nhưng mà bây giờ số lượng cũng còn ít thôi. Thực sự là kiếm vẫn là một cái dòng hàng mà các bác rất là yêu thích. Và nhà em cũng đang đặt thêm một lô hàng kiếm về rồi. Thì bác nào có nhu cầu đặt một bộ kiếm 7 loại thì các bác có thể lên đơn trước. Tầm khoảng 3-4 hôm nữa nhà em về sẽ gửi đủ cho các bác. Còn hiện tại thì nhà em còn một số những mã hàng như sau. Đây là nếu mà chọn bộ của nó thì nó sẽ gồm như là mã số 1 là Phan Trí này, mã 2 là Xanh Huế này, mã 3 là Vị Hoàng này, mã 5 là Hoàng Đế An Ba này, mã 7 Thanh Duyên Kiếm này, mã 6 là Mai Tiên Vũ, và còn một loại nữa mã 4 nữa. Và mã số 4 là Vàng Đất Thép, nó hết hàng rồi nhé các bác nhé. Thì giá là 60.000 một chậu, còn mua combo là 7 chậu, 7 loại hoặc là 7 chậu bất kỳ thì bên em miễn ship. Thì sau đây thì em giới thiệu các bác những cái loại còn này. Thứ nhất là mã số 5 Hoàng Đế An Ba này. Những cái cây này là cây trưởng thành này, bản lá rất là to. Các bạn kiếm đợt này thì đảm bảo các bác là rất là chất lượng. Nó còn đang đẻ con, thì là những cái cây kiếm rất là khỏe nó mới đẻ được con như thế này. Giá 60.000. Đấy. Và chiều dài thì em cũng đo luôn cho các bác là nó thế này. Đấy. Mã số 7 là Thanh Duyên Kiếm mà. Còn 3 cốc. Mã số 3 Vị Hoàng cũng còn 3 chậu này. Rất là đẹp luôn. Đây có cây. Nói chung là đẻ con nhỏ, có cây đẻ con to. Và mã Xanh Huế Phan Trí vẫn là cái dòng kiếm mà em lấy số lượng nhiều nhất. Đây là mã số 1 là Phan Trí. Mã số 2 là Xanh Huế. Và tất cả dòng này là cái dòng hàng gieo hạt. Nhưng mà để là gieo hạt thì những cái cây mà như này là những cái cây rất là chuẩn, rất là đẹp nha các bác nhé. Đấy, hàng chơi chất lượng cả thân và lá luôn, 60.000 một chậu. Tiếp theo đến Denso. Denso nắng thì nhà em cũng đang cập bến thêm một số nhiều loại hơn. Và hôm nay Denso nắng thì hiện tại vẫn còn những cái dòng hàng hoa rất là đẹp. Cây đẹp đảm bảo các bác là chơi sưu tầm quanh năm, hoa nở quanh năm. Và đối với Denso nắng thì mua 10 chậu bất kỳ bên em miễn phí ship các bác nhé. Ở nhà em vẫn có những loại như sau. Đầu tiên đó chính là dòng Denso nắng lá biên phát tài. Có dòng Denso xuân lá biên là 190. Nhưng đây là dòng Denso nắng lá biên thì em chỉ tính với giá là 120.000 thôi. Tất cả những dòng lá biên này thì là biên cả lá và biên cả mặt hoa. Độ bền hoa của hai loại đều là ngang ngửa nhau, rất là lâu, từ 2 tháng đến gần 3 tháng. 120.000. Lô lá biên này còn cao đấy ạ. Tiếp theo là bà liễu xưa hoa thơm. Bà liễu xưa dòng này thì bản chất là nổi tiếng là hoa thơm, mà hoa của nó cánh màu trắng, lưỡi tím rất là bay. Số lượng luôn luôn về nhiều để phục vụ các bác, bởi vì đây là cái dòng hàng rất là hot. 80.000 đồng một chậu bà liễu xưa. Trung bình tầm một gang tay hoặc hơn gang tay một chút xíu ạ. Tiếp theo là những cái cây bò sữa. Hoa bò sữa thơm nhẹ nhàng, và hiện tại thì cây của nó đang nụ hoa rất là nhiều nụ. Bò sữa 70.000 đồng một chậu. 70.000 thôi ạ. Một chậu bò sữa rất là lùm, nhiều thân có 70.000. Tiếp theo là ngọc trai đen, cũng 70.000 nhá. Ba cây ngọc trai đen rất là mập ú, 70.000. Kinh ba còn 2 chậu đang có 2 cái vòi nụ rồi này. Mầm gốc lên cũng khá là xinh. 70.000 đồng một chậu kinh ba. Hiroshi, đây là những cái loại mà còn một chậu này. Còn một chậu gồm thứ nhất là Hiroshi, hoa tím viền trắng, còn một chậu 70.000. Vàng tia cũng còn một chậu này, 3 thân đẹp chưa, 70.000. À đây là vàng mai, xin lỗi các bác. Tiếp theo là thỏ hồng. Cây tơ mướt đẹp, 70.000. Còn dư một cây thỏ hồng, hôm trước đã cháy hàng rồi ạ. Vàng tia, cây này đang có nụ hoa, 70.000. Vàng tia, mập đẹp.
Tiếp theo là bò vàng, cũng cây tơ, mướt đẹp 70.000. Tiếp theo là đây là cây tím Huế này. Tím Huế ba thân này. Này, to cao 70.000. Rồng xanh cũng 70.000 một chậu. Đấy những cái chậu cuối, nhưng mà cũng chậu này đều là những chậu đẹp nhá. Có một chậu nắng mới này, chậu này không biết tên, cũng 70.000. Nhà vườn ở đây là cái dòng nắng mới, chưa biết tên. Và có một cây đen rô hoa hồng blue, như cây này vừa rồi bị rơi, bị gãy đầu ngọn này. Cây này 70.000, thì giờ em thanh lý là 40.000 nhá. 40.000 cái cây này, trừ đi 30.000 cái đầu ngọn. Đấy thanh lý. Tiếp theo là Zaza mini. Những cái chậu Zaza rất là lùm, rất là nhiều thân và hiện tại nụ lên rất là đẹp. Dòng này siêng hoa, ghép trụ hay ghép chậu đều đẹp, đều xinh. Zaza đợt này cây của nó rất là ưng, 70.000. Tiếp theo là huyết long đỏ các bác nhé. Chưa bao giờ, à xích long, xin lỗi các bác. Xích long là cây màu hoa màu đỏ, cánh xoắn, viền vàng. Chiều dài cây đợt này còn cao hơn một gang tay, chứ bình thường xích long nó chỉ cao bằng cái thân nhỏ nhỏ này thôi. Nó đã cho hoa rồi đấy ạ. Cây này em bán 70.000 xích long, giá cũ xích long bình thường toàn 80.000 thôi. Nhưng cây đợt này còn cao hơn một gang mà giá cũng 70.000. Và tiếp nữa một cái dòng hàng rất là thơm mà không thể bỏ qua, đó chính là hoa màu vàng tươi, đó chính là banana. Dòng banana này thân của nó lùm, nhiều thân và giá là 70.000, cây đứng ngọn hết rồi. Đây là banana hoa thơm, cây thấp thấp lùn lùn ạ. Tiếp nữa, đó chính là bò tím, cánh xoắn, lá mít. Bò tím cây cũng khá là cao, cây tơ mướt đẹp 80.000. Riêng bò tím cũng xay cháy hàng luôn. Còn tầm 5-6 cây thôi. Vàng công chúa là một cái dòng hoa màu vàng rất là xinh. Cây nào thấp thì nó nhiều thân, cây nào cao cao như kia thì nó ít thân hơn một tí. Giá em bán là 70.000. Pensoda xưa. Cây đợt này là chậu phi 16 các bác nhé. Chậu trung bình tầm 2-3-4 thân. Chậu nào nhiều thân thì thân thấp, ít thân thì thân cao, 200.000 đồng một chậu. Pensoda bán rất là chạy hàng, sắp hết hàng rồi. Tiếp nữa là những cái chậu mà bà liễu xưa, nhưng chậu này là chậu phi 18. Nãy là chậu phi 12 là 80.000, nhưng chậu phi 18 thì em bán là 220. Cây cao đẹp, chậu trung bình tầm 2-3-4 thân. Đây, chậu nào nhiều thân thì thân nó thấp thấp lùn lùn, chậu nào ít thân thì nó cao hơn. Và giá là 220. Cây 80.000 nó chỉ cao bằng cái thân nhỏ này thôi. Tức là nó chỉ cao tầm một gang tay là thân nhỏ này. Nhưng mà những cái cây 220 cây nó cao hơn rất là nhiều. Nó có thân nó dài gần 4 gang tay của em cơ. Đấy, loại này là chậu nhiều năm tuổi. Tiếp đến là bò tím cánh xoắn lá mít. Chậu phi 18. Một chậu to nhiều thân như đây này là 220.000. Đây chậu phi 18 nhá. Những cây nào chậu to thường vòi rất là dài. Và tiếp nữa là những cái chậu hoa bò blue. Hoa rất là xiêng, sai hoa, đẹp. Bò blue này một chậu nhiều thân ạ. Và chưa bao giờ về cái lô hoàng bò blue mà nó đẹp như thế này. Chậu rất là nhiều thân như thế này các bác nhé. Và em bán đồng giá một chậu là 600.000. Đếm thử một chậu này nó rơi tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Nói chung là tầm 9, 10, 11 thân. Cả dài, cả ngắn, cả mầm gốc. Đấy, 600.000 một chậu. Nếu mà bán lẻ lẻ là 80.000 một chậu bò blue, nhưng mà nó không được cao dài thế này đâu ạ. Không được cao dài, nó chỉ bằng cái thân thấp này, thân mầm thấp này thôi là 80.000. Nhưng một chậu 600.000 là chậu phi 30 là rất là to, khủng bố, 600.000. Tiếp đến đi nha, em vừa cập bến một lô hàng đen rỗ mắt đen, hàng chậu to bự nhá. Tiếp tục lại về thêm. Nói chung là cái lô hàng quá là đẹp, quá là khủng, nhiều thân. Chậu này là trồng vào chậu phi 30 các bác nhá. Tại vì trên thị trường có rất là nhiều size chậu. Các bạn nhìn vào cái size chậu của nó là chậu phi 30. Thứ nhất là cây nó to, người ta mới sang chậu to. Đấy, cây to và nhiều thân, buộc túm thành một cái chậu như thế này. Và hàng này hôm nay ấy, thì em về cái số lượng nhiều, em sẽ bán cho mọi người cái giá ưu đãi hơn. Hôm trước là 370.000 đồng một chậu, nhưng ngày hôm nay một chậu đen rũ mặt đen này em bán là 350.000. Đảm bảo các bác là cái chậu này các bác về phải chia làm 2-3 chậu nhỏ. Đấy, 350.000 đồng một chậu. Và các bác mua 2 chậu, tức là một cặp 700.000 là em miễn phí ship cho bác về tận nhà nhé. Đây, rỡ ra của nó này, nó sum xuê rất là nhiều thân. Những cái năm trước dòng đen rũ mặt đen này là hàng rất là đắt tiền. Và một cái chậu to bự này không bao giờ dưới 500.000 nữa. Đấy, cây này nó khỏe. Và cái mặt hoa của nó đen rũ mắt đen thì em sẽ cho mọi người xem luôn. Đây ạ, cái bông hoa của nó, nếu mà cái hoa của nó khi sai hoa này, bông của nó rất là bền, rất là sai, bông to, cực kỳ là đẹp luôn.
Đấy, khách nhà em trồng. Và đây là những cái chậu khủng mà người ta đưa trên mạng này. Đây ạ. Đẹp chưa? Rất là đẹp. Sai hoa, loại này dễ chăm, dễ trồng được ạ. Tiếp đến là phi điệp 5 cánh trắng hậu hồng. Hiện tại thì hàng đang có nụ hoa vào những cái chậu một thân. Thì em bán là 90.000 đồng một chậu một thân. Và những chậu hai thân là 130.000 nhá. Đang có nụ và đang có mầm gốc đang lên hết ạ. Đây những chậu một thân như này là 90.000. Chậu hai thân là 130.000. 5 cánh trắng họng hồng. Em còn duy nhất hai chậu hoàng phi hạc thân rất là mập. Chậu này em gọi là chậu số 1 này. 180.000. Chậu số 2, chậu này 200.000. Chậu này thì có cả thân già, vẫn để lại như chậu thuần sẵn rồi. Chậu này thì cắt bỏ hết thân già rồi, nó đang bật mầm gốc. Tiếp nữa là những cái chậu đen rô xuân nhiều thân. Một chậu sum xuê nhiều thân và hiện tại thì có những cái cây nó đang chuẩn bị sưng mắt nụ ạ. Đen rô xuân hôm nay thì em đang bán giảm giá 200.000 một chậu. Giá cũ những chậu to này là 250. Những chậu to sum xuê là 250. 200.000 một chậu nhá. Mua hai chậu em miễn phí ship các bác. Tiếp đến là những cái chậu hoàng phi hạc, những cái bảng hoàng phi hạc lai với phi điệp. Mặt bông của nó thì độ bền hoa cao và nó rất là nhiều mặt hoa khác nhau. Thế ở trong lô thì sổ ra những mặt hoa như thế này. Hoa của nó này, lưỡi mắt của nó là màu hồng này. Rất là sai hoa. Hoàng phi hạc. Cho hôm nay thì có cả cái mặt bông á, mắt của nó màu vàng. Nâu vàng. Bông nó to. Đây. Và hôm nay một bảng này đồng giá là 150 một bảng. Đây những cái bảng gửi đi em sẽ nhặt cho các bác cái bảng nhiều thân nhất. 150.000. 150 một bảng nhá. Bác nào lấy 3 bảng em miễn phí ship các bác nhá. Đây là hoàng phi hạc lai với phi điệp. Tiếp đến là 5 cánh trắng Phú Thọ. Phú Thọ thì em bán theo hình. Và mỗi hình nó có số đo thì em đã đo rõ ràng cho các bác rồi. Và giá này hàng chuẩn ươm ki các bác nhá. Hàng này hàng chuẩn ươm ki. Lấy nguồn đảm bảo uy tín các bác. Thân lá hiện tại cây của nó đang trong thời điểm thắt ngọn và chuẩn bị đi mầm gốc. P17 này 19,5 cm 680.000. P15 16,5 cm 570.000. Nù thân đầu ngọn luôn. P2 11 cm 380. P1 9,5 cm 330. P18 13,5 cm 470. P18 14 cm. À P14 18 cm 630. P13 16 cm 560.000. Đây cây này có lực khỏe. Nói chung là cây đều là cây tuyển chọn hết. Tiếp đến là P12 16 cm 560. P11 12,5 cm 430.000. P11. P10 18,5 cm 640. P8 10 cm 350. P3 18 cm 630.000. Tất cả những cây này thì bảo hành chuẩn chỉnh hoa cho các bác và em lấy nguồn giống từ nhà vườn người ta rất là uy tín. Các bác yên tâm khi mua hàng. Và trên thị trường hiện tại thì cái dòng Phú Thọ này nó giá nó cũng rẻ rồi. Tuy nhiên để lựa chọn cái nhà hàng bán cho mọi người cái cây mà nó chuẩn giống thì mình cũng nên tham khảo một số những nơi. Và cái giá hiện tại thì nó cũng có rất là nhiều mức giá khác nhau. Và những cái hàng nào giá này là giá trung bình nhất thôi ạ. Tiếp đến là những cái chậu sơn thủy tiên nhé. Những chậu sơn thủy tiên hàng thuần đẹp này. 300.000 đồng một chậu nhé. 300.000 đồng một chậu hàng thuần đẹp. Một chậu thuần trong cái chậu nan nhựa. Và tất cả những hàng này là 100% thân tơ. Đảm bảo các bác là sắp tới được chơi hoa luôn. 300.000 đồng một chậu hàng đẹp. Tiếp đến vũ nữ. Vũ nữ nhà em có chương trình bao ship khi mua từ 3 chậu bất kỳ trở lên. Em có cái dòng vũ nữ hoàng nhện xanh này. Loại này thì cây của nó nhiều thân nhưng mà nó sắp có hoa thôi. Giá là 150.000, 3 chậu miễn ship, nhện xanh. Tiếp theo là vũ nữ sô-cô-la hoa thơm. Cây của nó một số cây đang nhú vòi nụ thấp thấp. Chậu cũng nhiều thân ạ. Hàng nụ hoa này em bán là 150. Một số cây đang chuẩn bị nhú. Nói chung là hàng có cả nụ cả không nụ. Riêng dòng sô-cô-la này 150.000. Còn tiếp đến là cái dòng mèo cam. Mèo cam các bác cứ so sánh nhé. Mèo cam hay là cái tên gọi khác là cam lửa. Một số những nơi trên thị trường người ta shop người ta gọi là cam lửa. Vũ nữ cam lửa đấy ạ. Là cùng một tên gọi. Và cái hàng nhà em là cái hàng chậu nhiều thân. Có những shop người ta bán chậu cho nó chỉ có một thân thôi. Nhưng cũng rơi tầm 130-150 một chậu rồi. Nhưng chậu này ít nhất nó phải rơi từ 3 tép trở lên. Và giá em bán là 150.000.
Hiện tại đang có nụ hoa, đảm bảo cái lô mèo cam. Đợt này giá đầu xuân rẻ hơn rất là nhiều, hàng Tết là 200.000 một chậu đấy ạ. Còn những cây thì nụ khá là dài, em gửi các bác là cây ngồng ngắn ngắn để đảm bảo hơn trong quá trình vận chuyển. Mua 3 chậu miễn phí ship nhé. Hôm nay em có về một cái lô hoa tử đằng nhé. Hoa tử đằng thời điểm này thì cây của nó đang chuẩn bị là đâm chồi nảy lộc các bạn. Đầu xuân bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Đây những cái nụ hoa của nó đang lên. Lưu ý là cây của nó nhìn nó khô khô như vậy thôi, giống như mai đỏ thời điểm Tết ạ. Cây khô không có tí lá nào nhưng đầu xuân bắt đầu lên nụ rồi. Còn những thân bẻ ra nó là cái thân màu rất là xanh. Đấy, thân bẻ ra nó thân nó xanh là cây của nó đang có sức sống không nhá. Hàng này là hàng dây leo. Một dây này dỡ ra nó khá là dài. Em bán một cuộn này với giá là 230.000 đồng một cuộn. Một cuộn hoa tử đằng là 230.000. Tiếp đến là dendro tím, tím viền chớp. Một chậu trung bình 2 thân, một thân đi ngọn, một thân thân ngọn, thân thân ngọn đang chuẩn bị sương nụ. Em bán là 200.000 đồng một chậu, độ bền hoa hơn 2 tháng. Đai châu hồng cánh sen, 450.000 một chậu, lá mít, hàng chuẩn hoa. Chậu trung bình tầm 6 đến 7 cặp lá, cả lá gốc. Những cái chậu hồ điệp thanh lý này, hàng vườn. Giờ còn một số loại mặt hoa 70.000, thanh lý, hàng vườn. Tiếp theo bên đây là những cái chậu ở DH93, 140.000 đồng một chậu, trung bình 3 thân đang nụ hoa. Kim điệp Indo hiện tại đang nhú nụ này, đang nhú mắt nụ, chậu trung bình tầm 3 đến 4 thân. Kim điệp này, kim điệp mắt đỏ nhé, Indo, dòng mắt đỏ này, bông to rất là đẹp. Cây của nó là một chậu, em bán là 190.000, mua 2 chậu là 170.000. À, ngoài đây mình vẫn còn một số dòng vũ nữ như vũ nữ anh đào 150 này, vũ nữ bơ ngọt 160 này, mua 3 chậu vũ nữ cũng được miễn ship. Còn một chậu kiếm xanh Huế loại to này, hàng dâu hạt này, 200.000. Chậu này gồm 2, 4, 6 tép. Đây lá này nó bị sứt một tí thôi, giá cũ 250. Trầm biên vàng 100.000 đồng một chậu, lá kẻ phát tài. Nhạn 4N còn 2 chậu, 320 một chậu, loại size nhỏ nhé, loại to 580. Tiếp theo là những cái bảng vôi trắng và trầm trắng, thanh lý 100.000 đồng một bảng. Nó hơi gập gốc một tí xíu ạ. Tiếp nữa là những cái cây hibiki, những cây dendro hibiki 120.000. Hoa đẹp rất là size, hoa của nó như cái màu cánh sen ấy, hồng cánh sen màu tím đậm. Tiếp đến là những cái chậu kiều thái hoa tím 150 một chậu, 3 chậu miễn ship. Dendro xinh tím này 90.000 đồng một chậu, xinh tím thanh lý. Và ngoài ra thì em đang có mai đỏ, mai đỏ thì đang bán với giá là 180.000 một cây, 2 cây miễn ship ạ. Mai đỏ này hàng Tết hơn 200.000 một cây và đảm bảo cái hàng này là chuẩn giống, chuẩn mặt hoa. Đầu xuân em bán hàng giống thì bây giờ cây của nó thì nó cũng đang chuẩn bị tàn hoa, thậm chí là một số cây thì vẫn còn đang lên một vài đợt nụ nữa. Nhưng em bán giống cho các bác đầu xuân là 180.000. Còn đây là trầm cửu long, một chậu 3-4 thân, cả dài cả ngắn mà 190.000. Em còn một cây trà, trà đang nhú nụ này, cây to cũng nhiều tán, 200.000 cây trà này, trà hồng hay trà đỏ. Ngoài mai đỏ loại bonsai 180 thì chiều cao tầm 5-60 cm, em có loại này là cái loại mai đỏ lục bình. Một chậu lục bình này là 350.000, chưa có phí ship. Lục bình loại nhỏ, lục bình loại to thì tầm loại nhỏ tầm 1 mét đổ lại, loại to tầm 1,5 mét đổ lại thì bây giờ còn vài cây thôi. Và cũng còn 3-4 cây thì nó cũng không được đẹp bằng ban đầu nữa, thì em bán là 450. Đây ạ, lục bình loại to là 450 nhá. Vẫn lên một vài đợt nụ đó. Đây, vẫn lên lác đác, những cái nụ hoa vẫn đang lên mầm chồi này. Nó không được đều bằng cái ban đầu, nó bị như kiểu nó bị không được đều bằng thôi. Nhưng bán 450, giá cũ là 500. Tiếp nữa là Thiên Nga Mihiko, hàng của Thái Lan, một bụi quá nhiều thân, hàng sưu tầm hoa, mặt hoa rất là mới, đây dòng Thiên Nga mới nhá. 150 một chậu. Kiếm hàng gieo hạt của Thái, gồm có phan chí xanh Huế, bụi nhiều thân, kiếm lá ngắn, 150.000 đồng một chậu, 3 chậu miễn ship. Và có một số những dòng lan cát. Lan cát này thì chiều tối em sẽ update cho các bác mặt hoa nhé các bác nhé. Tại vì lan cát hôm nay thì em phải đính kèm mặt hoa cho các bác, thì em sẽ giới thiệu các bác clip
chiều tối. Và hàng lan cát cũng có rất là nhiều loại khác nhau. Thì trên đây là những mặt hàng hiện tại nhà em có. Thì các bác đặt hàng liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393 998895 hoặc 0966 121377 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.